Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay cả nhà mình ra vườn để dọn cỏ. Đó, cả nhà thấy không, có một ông xã mình hôm trước cắt cỏ cách đây chắc là hình như là 2 tuần á. Mà hôm nay cỏ cao nè, quá trời cao luôn. Diên vĩ hôm nay nở rồi nè, nhưng mà năm nay thì nở ít bông hơn năm trước. Cỏ tùm chưa cả nhà? Hello, xin chào. Ở đây hôm trước là cái trampoline mà để nhảy chơi nè, thì ông xã mình tặng cho bạn rồi. Tại vì mấy đứa nhỏ thì không có chơi cái trampoline nữa. Còn ở đây là cái cây hạt dẻ ngựa nè cả nhà. Giờ nó cao quá trời cao luôn nè. Anh đi muốn cắt bỏ cái cây này á, tại vì anh đi nói là để cái cây này thì cái cây này chỉ để giống như cho nó đẹp, cho nó có bóng mát thôi, chứ mình không có làm gì được á, không có ăn trái được. Bây giờ thì nhà mình sẽ bắt đầu dọn, người cắt cỏ, người cắt cây, nói chung là mỗi người một việc. Đó, Sarah hôm nay cũng được ra vườn này. Khi dọn vườn thì Cho luôn dành lấy công việc cắt cỏ, bởi vì Cho thích làm việc này. Bên đây thì mình sử dụng cái máy cắt cỏ mà cắt xong nó rải luôn cỏ ra vườn. Hôm nay Cho đẩy khá nặng bởi vì cỏ không có được khô cho lắm. Lúc đêm trời mưa, nhưng mà tại vì cỏ tốt quá cho nên mình nói là thôi phải dọn đi, chứ để chờ hoài, chờ đến mấy ngày mà nắng ráo thì cỏ nó quá tốt. Kevin thì dùng cái kìm dài, cái kéo dài để cắt cỏ ở rìa. Còn Cho thì cắt ở những cái khoảng rộng. Ông xã mình thì tỉa bớt cây với lại cắt sát hàng rào bằng cái máy dài của ảnh. Mình thì dùng kéo để mình cắt những cái cỏ ở trong cái bồn hoa này. Đó, năm nay mình bỏ bê nên là giữa cái bồn hoa này, năm nay giờ này chưa có thấy hoa. Thấy chăm sóc hai khu vườn khá nhiều việc nên tụi mình đang tính là sẽ mua cây ăn trái để trồng ở đây, làm một vườn cây ăn trái, có thể là một vườn táo. Tại vì táo thì mình mỗi năm mình có thể thu hoạch trái và mình đem đến cái nhà máy mà người ta ép nước táo, xong rồi người ta đóng hộp cho mình, thì người ta cứ đóng thùng 5 lít hoặc là 10 lít vào trong cái hộp carton, mình gọi là thùng nhưng mà nó là cái hộp ha. Và mình có thể trữ được 2 năm. Và cái nước táo mà người ta ép ở nhà máy như vậy á, ngon lắm, nó không có giống như là nước táo ở trong siêu thị mình mua. Có nhiều bạn hỏi sao lúc này mình ít đăng video nấu nướng ăn uống. Tại vì mình hiện tại thì việc hơi nhiều, chăm sóc hai cái vườn á, với lại cái vườn ngay nhà đó thì tụi mình có nhiều việc phải làm. Chắc là khoảng vài tuần nữa thì sẽ xong xuôi hết. Mình còn phải mua thêm vật liệu, mình còn phải làm những cái chỗ mà chưa có làm xong đó. Thì khi nào mà rảnh lại thì mình lại bắt đầu làm những cái video nấu nướng ăn uống. Bởi vì khi mà quay nấu nướng á, thì nó mất khá nhiều thời gian. Mà mình bận á, thì khi mà mình nấu nướng mình nấu nhanh nhanh, thì mình nấu chỉ khoảng 10 phút, 15 phút là xong bữa ăn, hoặc là 20 phút là xong bữa ăn. Còn khi mà mình muốn quay video cả cái quá trình nấu á, thì nó mất thời gian rất là nhiều, bởi vì mình còn phải chuẩn bị camera. Cái kìm này là cái kìm để cắt cây, cắt cành, cắt những cây nhỏ hoặc là cành cây á cả nhà. Thì mình dùng mình cắt cỏ này cũng được, nó rất là bén. Kìm này hôm trước ở trong siêu thị, hình như là siêu thị Netto á, người ta bán với giá rẻ lắm nên anh đi mua. Chỗ mình đang làm cỏ này thì mọi năm rất nhiều hoa. Đã năm nay mình bỏ bê nên cỏ bao phủ hết, chùm hết cả hoa luôn. Hoa hồng cũng chưa có ra hoa luôn. Hôm trước mình đem rau đến đây trồng, nhưng mà mình không ra đây hàng ngày á, thế là sơn nó ăn sạch luôn cả nhà. Sơn nhiều lắm luôn á. Thank you.
Sarah trở về vườn này cứ như là Sarah đang được ở nhà. Nằm đây ngóng ong bướm bay qua bay lại. Cỏ vừa cắt xong cái mùi cỏ nó thơm dễ sợ luôn, mình thích cái mùi cỏ. Cả nhà ơi, đây là cây 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 mận là cả nhà, cây mận hôm năm nay quá trời trái luôn. Đây. Cây mận này năm nay lần đầu tiên nhiều trái như vậy đó cả nhà. Mình không biết là có chín rồi hay không, tại vì năm trước cũng có trái nhưng mà nhiều sâu quá. Trời, đây nè, nhìn toàn trái là trái thôi. Bên đây cũng là một cây mận. Cây mận này thì cho trái vàng. Đó cả nhà, mình mua một cây mận ở trong chợ bán cây giống á, mà mình thấy là nó ra hai cây khác nhau và ra hai loại trái khác nhau. Chắc là do họ ghép á. Nhìn hai thân cây khác nhau nè. Và cho hai loại trái khác nhau luôn. Cây này năm rồi mình không cắt ngọn nên nó cao quá trời luôn. Năm nay thì sẽ phải cắt ngọn. Trái cũng có nhưng mà mình thấy ít trái. Đây. Đây cả nhà. Trái nó chùm như này. Đó, nhưng mà được có vài cành có trái thôi. Những cái cành ở dưới thì có trái ha. Những cái cành trên cao thì nó lại không có trái. Mận này khi mà chín á, cái trái nó màu vàng. Mà cái trái này á, mình không có thấy người ta bán ở trong siêu thị. Nó không phải là cái mận tròn màu vàng. Mận tròn màu vàng thì nhiều lắm. Nhưng mà cái mận dài và màu vàng á, thì mình lại không thấy. Để xem là năm nay có đậu được nhiều trái hay không. Tại vì cái mận này á, sâu nó thích ăn lắm luôn á. Cây hoa này năm nào nó cũng tự mọc lên dễ thương ha. Đây, hai anh chàng lười đây. Vào đây trốn rồi. Chỗ Châu đang cắt này là trước đây mình trồng dương vĩ nước. Thì mình thấy cái cây nó mọc dưới nước và cái bông nó đẹp á, thế là mình đem về vườn mình trồng. Trồng ở trên khô thì nó ít ra bông, nhưng mà cái cây nó mạnh lắm. Mình cắt sâu xuống rồi mình bỏ đi, nhưng mà nó vẫn lên. Năm nào nó cũng lên rất tốt, cho nên mình cắt ngang, mình bỏ luôn cho nó dễ. Dương vĩ tím thì mình sẽ lấy củ đem về nhà để mình trồng ở nhà. Hôm nay thì nhà mình đã dọn cỏ cũng gần xong rồi. Hôm nào mình sẽ làm tiếp. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Nhà mình sẽ đi về nhà. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.